Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng khô hạn không chỉ làm mất an toàn ở các khu chợ truyền thống mà còn gây nguy cơ cháy rừng cao. Trước thực tế này, lực lượng kiểm lâm các địa phương luôn đề cao cảnh giác và đề ra mọi tình huống, biện pháp để phòng ngừa. Phóng sự được thực hiện tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú. Để chủ động phòng cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô 2018-2019, vườn đã thành lập 4 đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với hơn 200 người tham gia và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo cháy rừng thông qua website của cục kiểm lâm, đồng thời phối hợp với các lực lượng chuyển tập phòng cháy chữa cháy tuần tra rừng ven sông để sớm phát hiện sự việc, kịp thời xử lý khi có cháy xảy ra. Nhờ chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, vườn quốc gia Cát Tiên không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Về phòng chống cháy rừng vào mùa khô 2018-2019 thì trạm cũng đã căn cứ vào tình hình thực tế thì cũng đã triển khai các cái hạng mục, các cái công trình về phòng chống cháy, gồm là triển khai cái chuẩn bị tổ các cái trang thiết bị về phòng chống cháy rừng, thứ hai là phạt phòng chống cháy, xử lý các cái thực bị phạt phòng chống cháy, rồi là tổ chức lực lượng cộng đồng để tuần tra về canh gác 24/24 vào những thời gian cao điểm. Những cái biện pháp như là ta phải tổ chức bố trí các cái điểm để mà trực cháy thường xuyên, để mà khi mà có lửa rừng xuất hiện cái là ta đã kịp thời ta xử lý ngay, nhưng nếu để mà đám cháy đã lan rộng trong rừng thì sẽ rất là khó can thiệp. Tuy nhiên, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đối với công tác phòng cháy. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, vườn quốc gia Cát Tiên đã chủ động thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho 44 cộng đồng dân cư với diện tích hơn 31.000 hecta. Từ đó đã nâng cao ý thức của người dân vùng đệm trong hợp tác quản lý bảo vệ. Mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy rừng được vườn quốc gia Cát Tiên triển khai rất chu đáo đến tận cán bộ nhân dân, nhưng do điều kiện khách quan cho nên vẫn còn đó những nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng, tình trạng xâm nhập rừng, săn bắt thú và khai thác lâm sản trái phép, nhất là các loại gỗ nhóm 1 diễn biến phức tạp, đã tạo áp lực cho công tác bảo vệ quản lý rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Cái công tác quản lý rừng ấy, thì vườn quốc gia Cát Tiên có một cái hệ thống quản lý bảo vệ rừng tương đối tốt. Đã triển khai tất cả các cái tài liệu về kiểm kê mới nhất đến các trạm và có quyết định giao rừng cho các trạm. Và ở từng trạm ấy, thì đã phân công cụ thể cho các cái cán bộ ở trạm ở từng khu vực một. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2019, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 11 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, thu giữ 2 hộp cẩm lai, 3 khẩu súng tự chế, 4 con treo. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, vườn quốc gia Cát Tiên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là những địa bàn trọng điểm, đồng thời xử lý nghiêm các vụ xâm hại tài nguyên rừng, đổi mới phương thức giao nhận khoán bảo vệ rừng nhằm phát huy vai trò của cộng đồng nhận khoán, đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường, phổ biến pháp luật cho du khách và người dân vùng ven trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.